Kênh Báo Nói kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần 4 của câu chuyện báo oán kinh hoàng, trùng tang. Sự việc anh Trần Văn Viết chết kỳ lạ rồi vật nuôi chết chóc sạch sẽ khiến đại gia đình ông Trần Văn Trạng ở Phủ Tây Thái Bình hoang mang tột độ. Lời đồn do phá miếu thiên nơi con rắn trú ngụ khiến không chỉ đại gia đình này mà cả khu dân cư sợ hãi. Tuy nhiên, chỉ đến khi xảy ra cái chết của ông Trần Văn Trạng, thì nói sợ hãi mới dừng cao khủng khiếp. Ngay khi anh viết qua đời, mọi việc xây dựng nhà cửa đình lại. Ông bà Rạng cùng con cháu chạy ngược xuôi tìm thầy cúng bái gây gớm với mong muốn được tai qua nặng khỏi. Nhiều thầy cúng đã đến tận nơi làm lễ, trấn yểm và đại gia đình đã lấy lại niềm tin, đỡ sợ hãi hơn. Giải quyết xong chuyện tăng ma cho anh viết thì gia đình bàn tính chuyện tiếp tục cất nóc nhà anh Úc tuy nhiên việc này chưa kịp thực hiện thì ông rạng có biểu hiện lạ ông rạng từng đi bộ đội ra sống vào chết tuy nhiên ông may mắn không bị thương tích gì cũng không bị nhiễm chất độc hóa học về quê ông làm nông dân dù tuổi đã cao nhưng sức vóc vẫn như thanh niên ông rạng vốn không tin chuyện thánh thần ma quỷ tuy nhiên những sự kiện kỳ lạ diễn ra liên tiếp với gia đình khiến ông không khỏi hoang mang nên cũng tin vào chuyện cầu cúng, lễ bái. Thật khó có thể tin nổi, rơi vào hoàn cảnh đó, ông Rạng lại có biểu hiện lạ. Tâm tính thay đổi, thi thoảng lại rơi vào trạng thái vật vờ, ngờ nghẹt Sức khỏe của ông cứ yếu dần. Gia đình hết sức lo lắng, liên tục đưa ông đi bệnh viện mỗi khi ông kêu mệt hay tài chân trung lẫy bẫy. Các bác sĩ làm đủ các loại xét nghiệm, chiếu chụp, đều chẳng tìm ra nguyên nhân căn bệnh tật nào từ cơ thể ông rạng. Ông Trạng vốn thi thoảng cũng uống rượu, nhưng mỗi bữa chỉ một hai chén. Tuy nhiên, thời điểm đó ông uống rượu nhiều hơn. Dường như ông uống để muốn quên đi nỗi sợ hãi, lo lắng hoặc để khỏi phải suy nghĩ về những hiện tượng kỳ cục đang diễn ra với gia đình mình. Cái gì đến cũng đã đến. Đúng một tháng sau, ngày con trai Trần Văn Viết mất, ông Trần Văn Trạng đã đột ngột qua đời sau một cơn co giật cứng người giống hệt như anh Trần Văn Viết cái chết của ông rạng khiến đại gia đình hoang mang cực độ con cháu ở khắp trong nam ngoài bắc đã tụ họp về nhà lễ tang của ông rạng diễn ra long trọng tiếng khóc lóc thảm thương của con cái khiến sớm làng rơi lệ tàn gia bối rối xong đại gia đình họ trần hợp lại và tiến cử ông trần văn lưu là chú ruột của ông rạng trưởng chi họ trần trong gia đình đứng ra lo liệu mặt tâm linh sau khi gặp gỡ nhiều thầy bà ông lưu đã mời được thầy dược ở xã phủ đông thành phố thái bình ông dược không chỉ là thầy cúng nổi tiếng trong tỉnh mà còn nổi tiếng với tài xem phong thủy địa lý trấn yểm lòng mạch sau khi làm lễ lớn tại điện ở nhà mình ông dược xuống tận nhà ông rạng ông thầy này bỏ mấy ngày liền đi khắp khu vực tìm hiểu từng gốc cây bụi cỏ đền miếu ao mương ông kết luận rằng ngôi miếu mà các cụ nhà ông rạng dựng nên trong phần đất nhà mình thực ra là để trấn yểm lòng mạch. Việc phá ngôi miếu đã vô tình làm hỏng lòng mạch, nên theo ông ta, chuyện chết chóc tất yếu xảy ra. Ông thầy này cũng lớn tiếng khẳng định rằng, may mắn cho gia đình gặp được ông thầy cao tay, nếu không thì sẽ chết hàng loạt. Sau lễ cúng linh đình, sinh thần thổ địa bỏ qua sự mạo phạm của người trần mắt thịt, có mắt như một, ông đã xem xét kỹ lưỡng và cắm phần đất sát bờ ao, cạnh bụi tre, ngay trái căn nhà ngang của vợ chồng anh Trần Văn Úc từng ở và yêu cầu gia đình lập tức dựng ngôi miếu nhỏ tại điểm ông chọn. Ông thầy này bảo rằng gia đình đã mời các thần đến ngự để trấn yểm lòng mạch nên phá miếu đuổi thần đi, khác nào mở cửa rước quỷ vào nhà. Ông thầy này yêu cầu dừng việc xây nhà, lập tức khởi công xây miếu. Khi nào xây xong miếu, mời các vị thần đến ngự, rồi muốn làm gì thì làm. Khi đó, Lời của ông thầy dược kia là sấm truyền. Đại gia đình họ Trần này đâu dám trái lời. Chỉ vài ngày xây dựng, ngôi miếu nhỏ chỉ cỡ hai mét vuông đã được hoàn thành. Tại ngôi miếu ấy, ngày đêm vợ con ông rạng hương khói nghi ngút. Chẳng biết việc khói hương có giúp những người trong gia đình này giữ được tâm hồn thanh tịnh hay không. Nhưng những câu chuyện thần bí và khói hương mờ ảo dường như càng làm cho lời đồn thánh thần nổi giận vật người ở ngôi làng thoi lo giữa cánh đồng này càng thêm khủng khiếp, rùng rợn. Một trăm ngày mất của ông Trần Văn Trạng rồi cũng đến. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới thế mà ngôi mộ của ông Rạng cỏ đã xanh rì Trước hôm trăm ngày, bà Nguyễn Thị Đào là vợ ông Rạng, thường gọi theo tên chồng là bà Rạng, cùng con cháu ra đồng dãy cỏ một lúc gói. Nhìn cảnh cỏ mọc trùm kính, lắp mất tấm bia nhỏ chỉ có nhõm tên tuổi và ngày tả thế của chồng. Bà Đào rưng rưng nước mắt. Ông Trạng là trụ cột gia đình, là chỗ dựa của bà và con cháu mấy chục năm nay. Ấy vậy mà. Bà thắp nén nhang, cầu mong cho ông ở nơi chính suối được ngậm cười. Ông sống khôn, chết thiên, phù hộ cho con cháu, chứ đừng gọi con cháu đi. Bà mời ngày mai ông về nhà, giữ bữa cơm với con cháu, rồi linh hồn thanh thản về với cõi khác. Lễ cúng cơm trăm ngày của ông Rạng diễn ra ấm cúng, con cháu khắp nơi kéo về đông đủ. Bàn thờ ông Rạng bài trí đơn sơ với bát nhang, di ảnh lọ hoa, chén nước, đĩa muối, bát cơm, quả trứng, ngọn nến leo lét cháy. Mâm cơm được bài trước bàn thờ, con cái thắp nén nhang thơm. Ông Lưu thay mặt gia đình cúng bái, mời linh hồn ông Rạng cùng tổ tiên về thụ hưởng phong tục cúng trăm ngày ở khắp đất Thái Bình đều như vậy. Người ta tin rằng một trăm ngày sau khi chết, linh hồn của người chết vẫn quyến luyến người thân, hồn vía còn nặng, chưa thể siêu thoát được. Sau khi cúng trăm ngày, người chết sẽ đoàn tụ với tổ tiên, người sống cũng không nên quyến luyến nhiều nữa. Sáng hôm làm trăm ngày cho ông Rạng, ông Nguyễn Văn Thung là anh vợ của ông Rạng cũng có mặt. Từ ngày xảy ra sự việc, Gần như ngày nào ông Thung cũng đáo qua nhà em gái. Ông cũng tích cực cùng ông Lưu chạy đôn chạy đáo mời thầy cúng, thầy bói làm lễ giải hạn. Lúc đó khoảng 10 giờ sáng, khi ông Lưu bắt đầu làm lễ cúng bái, thì con cháu đã tụ họp ngồi trên mấy chiếc chiếu quay quần trước bàn thờ. Lúc đó, bỗng dưng ông Thung thấy mệt và bảo với bà Đào. Tự dưng tôi thấy mệt, chả thiết ăn uống gì đâu. Tôi về nhà nghỉ ngơi một lúc, ăn cơm ở nhà rồi tôi sang sao. Cô cúng bái cho mấy rồi ăn uống đi nhé. Lát nữa hàng xóm kéo sang đông, mãi nước noi rồi không ăn được gì đâu. Ông Thung nói xong, chuẩn bị ra về thì cậu bé Trần Quốc Khánh khi đó mới 6 tuổi, con trai của anh Trần Văn Úc và chị Vũ Thị Nhung từ nhà tắm đi ra, khăn tàn quấn đầu, tiếu tích theo mẹ đòi được cúng ông nội. Thằng bé Khánh sống với ông từ nhỏ, được ông nội bồng bế chăm bẩm từ khi lọt lòng. Nên quấn ông hơn cả bố mẹ. Mới 6 tuổi, nhưng Khánh khôn lớn phỏng phao, da trắng như bột, đôi mắt to, đen lấy, toát lên vẻ thông minh lấu lĩnh. Từ ngày ông mất, bé Khánh rất buồn, thi thoảng nhìn di ảnh ông nội, Khánh lại khóc đòi ông. Hôm trước khi bà Đào và mấy người ra mộ ông Rạng dọn cỏ, Khánh cũng đi theo. Sáng hôm nay, mọi người thắp hương ở mộ, Khánh cũng thắp hương cho ông, đòi ông về bế Khánh. Do nghĩa địa xâm sắp nước, lầy lội đất bùn dính lên quần áo nên được mẹ tắm táp cho sạch sẽ vừa tắm xong khánh đã đòi ngồi cúng ông nội với mọi người bé trần quốc khánh vừa ngồi xuống chắp tay lại ông chưa kịp nói câu gì thì bé đã lăn ục ra chiếu ông nguyễn văn thùng sợ hãi nhớ lại lúc đó tôi vừa dặn dò bà đào chuẩn bị ra về thì cháu khánh bỗng lăn ra chiếu lên cơn co giật sùi bọt ở mép mắt cứ trợn lên Tôi có cảm giác như cháu bị ngạt thở Hoặc lên cơn đau tim đột ngột Cháu không nói được gì Chỉ vài phút sau Khi mọi người còn đang hoảng loạn Chưa biết tính toán thế nào Thì cháu đã tắt thở Nhìn thấy cháu Khánh như vậy Tự dưng tôi thấy choáng ván đầu óc Mất thăng bằng hoàn toàn Rồi đổ cành ra đất Không biết gì nữa Sau đó mọi người mới kể lại Là tôi lăn ra bất tỉnh Gọi mãi không dậy khi đó gia đình náo loạn lắm Không biết xử trí tôi thế nào Thấy tôi vẫn còn thở Nên gọi người nhà tôi sang khênh tôi về Con cháu chùm nước mát, Sức dầu gió một lúc thì tôi tỉnh dậy Lúc tỉnh dậy Đầu óc nhận rõ mọi thứ Hình dung lại được mọi việc Nhưng người thì cứ mạch lử Cảm giác như bị rút hết sức lực Tôi nằm đến 3 giờ chiều Thì bên nhà ông Rạng chạy sang bảo Là bà Đào em gái tôi vừa qua đời Lúc đó dù mệt lắm, nhưng tôi vẫn cố gắng gượng gọi con chở tôi lên bệnh viện đa khoa ở thị xã. Chiều hôm đó, ông Nguyễn Văn Thùng mới biết sự thể diễn ra tại lễ cúng trăm ngày của ông Rạng cực kỳ khủng khiếp. Ngay sau khi cháu Khánh qua đời, ông Thùng ngất xỉu thì hàng loạt người có mặt đều bất tỉnh nhân sự. Tuy nhiên, một lúc sau thì hầu hết đều tỉnh lại. Riêng bà Đào, anh Úc và vợ là chị Nhung thì bị nặng nhất Cả ba mẹ con bà Đào đều bị những cơn co giật rúm người, mặt mũi méo sệt, mắt mũi trợn ngược nhìn rất hải hùng. Anh Út đang ngồi trên ghế mà cơn co giật mạnh đến nỗi đổ ghế bật ngửa ra sao bất tỉnh. Đại gia đình đã xúm vào đưa bà Đào, anh Út và chị Nhung đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Lúc đó, ông Thung đến nơi, thấy phòng cấp cứu đông kín người, mọi người đứng ở bên ngoài nói chuyện rầm rì. Bên trong phòng cấp cứu, Bà Đào nằm bất động trên giường, đeo mặt nạ thở oxy. Ông Nguyễn Văn Thung buồn bã nhớ lại cái chết đột ngột của em gái. Lúc tôi lên bệnh viện, thấy khuôn mặt mọi người đều buồn bã, nên tôi biết có chuyện chẳng lành. Lát sau thì tiếng còi hú xe cấp cứu vang lên, rồi bác sĩ đưa cô ấy lên xe. Họ không cho người nhà lại gần. Tôi nhìn thấy cô ấy vẫn đeo mặt nạ thở bình oxy. Mọi người bảo cô ấy chết, nhưng tôi không tin. Tôi tưởng họ đưa lên tuyến trên ở Hà Nội Nào ngờ xe chạy ngược về Vũ Tây Con trai chở tôi bằng xe máy sau xe cấp cứu Người thì bảo cô đào chết rồi Người bảo vẫn còn sống Nếu không còn sống thì cho thở bình oxy làm gì Nhưng xe chạy đến đầu ngõ Thì cô y tá này gỡ bình oxy khỏi mặt cô ấy Và yêu cầu mọi người đưa cô ấy vào trong nhà Lúc đó tôi mới biết cô ấy đã qua đời trên đường đến bệnh viện Bác sĩ vẫn cho đeo thở bình oxy để đánh lạc hướng mấy chục người trong gia đình ông rạng. Có lẽ họ không công bố rộng rãi cái chết của bà ấy ở bệnh viện để tránh làm náo loạn lên, gây hoang mang cho mọi người. Trong gia đình tôi thương cái đào nhất. Cô ấy hiền lành như cục đất, chỉ biết cắm cúi làm lụng làm ăn, chăm lo cho chồng con, chưa bao giờ có điều tiếng gì với gia đình hàng xóm cả. Nghe tin em gái mình chết, ông thung lại khủy xuống. Vừa đau buồn vì mất em gái, vừa mệt mỏi sau so lần ngất hồi trưa còn chưa khỏe lại, nên ông không còn chút sức lực nào cả. Em gái chết nằm đấy, mà con cháu lại phải khênh ông Thung về nhà nằm vì ông không làm được gì nữa. Nhà ông Rạng thì còn loạn cả lên với cái chết của cháu Khánh. Rồi vợ chồng anh Úc chị Nhung vẫn còn thập tử nhất sinh ở Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình, chưa biết sống chết như thế nào. Buổi trưa làm cúng 100 ngày cho ông Rạng hôm ấy, rất nhiều người lăn ra ngất, hai người chết. Mấy người phải đi cấp cứu khiến dân tình náo loạn, không ai dám bén mãn đến nhà ông Rạng nữa. Lúc ông Thung tỉnh táo lại, gượng ngồi dậy được, liền sai con cháu chạy sang nhà ông Rạng xem tình hình thế nào, nhưng chỉ có một người con dám sang. Nhìn cảnh hai chiếc quan tài, một của bà, một của cháu kê trong nhà, chỉ có lèo tèo vài người lớn tuổi, ngồi trong áo quan mà nâm nớp lo sợ, Người con này chạy về báo với ông Thung Ông Thung đau xót quá Mới bắt con cái dịu sang hương khói cho em gái Ông cũng yêu cầu con cháu Anh em nhà mình sang giúp đỡ gia đình ông Rạng Bởi gia đình ông Rạng đang trong cơn bấn loạn khủng khiếp Tang lễ bà Nguyễn Thị Đào và cháu nội Trần Quốc Khánh Đã diễn ra trong không khí sầu thảm Người dân trong xóm xót thương Rơi lệ nhưng chẳng ai dám đến tiễn đưa người ta chỉ dám đứng nhìn từ xa, nhìn đám con cháu họ Trần đẩy xe tan tóc, khóc thương ai oán. Nhớ lại cảnh buồn hôm đó, ông Thung thắc mắc. Thầy cúng, thầy bói, rồi người dân đều đồn rằng vì gia đình ông Rạng phá miếu nên thánh thần bắt người trong gia đình họ Trần. Em gái tôi là họ Nguyễn, chỉ làm dâu có làm nên tội gì đâu, sao thánh thần lại bắt đi chứ? Tôi cũng không hiểu như thế nào. Khi mộ bà Đào đã đáp xong, mọi người làm lễ cúng cơm 3 ngày thì chị Vũ Thị Nhung được xuất viện. Mọi người đưa chị về nhà để chị thắp nén nhang, quỳ gói trước di ảnh của mẹ chồng và khóc ngất trước di ảnh của cậu con trai duy nhất. Không để chị Nhung ở lại lâu, gia đình đã đưa ngay về nhà cha mẹ đẻ ở xã Vũ Đông để tránh thảm họa được đồn là thánh vật đang diễn ra thảm khốc tại nhà chồng. Những ngày ở nhà bố mẹ đẻ, dù vô cùng đau buồn vì cái chết của mẹ chồng của cậu con trai duy nhất rồi người chồng đang đấu tranh dành sự sống với tử thần ở bệnh viện nhưng chị nhung không ngất lần nào thế nhưng cứ hễ về nhà chồng lập tức chị lại run rẩy có dấu hiệu xảy ra hiện tượng bị co giật hải quá không ai cho chị về nhà nữa sau hơn nửa tháng điều trị tích cực ở bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình rồi một số bệnh viện ở hà nội anh trần văn úc đã được ra viện mọi người khuyên can nên về nhà vợ ở xã vũ đông ở tạm chờ thời gian nữa hãy về nhà mình nhưng anh úc không nghe anh bảo rằng nếu thần thánh nhất quyết bắt anh thì dù ở nhà vợ hay ra nước ngoài thánh thần cũng sẽ bắt được anh muốn về nhà hương khói cho bố mẹ anh trai và cậu con trai duy nhất chị nhung thấy chồng nhất quyết về cũng can đảm theo chồng về nhà và mất mát tiếp tục diễn ra đối với gia đình ông trạng đó là sự ra đi đột ngột sau cơn co giật cứng người của anh trần văn úc bữa đó vợ chồng anh úc đang ngồi ăn cơm trên ghế thì anh úc làm rơi bát co rúm người ngã vật xuống đất và tắt thở không kịp trăn trói câu gì chị nhung nhìn chồng ngã vật trái đất bỗng cứng đờ người không hái nổi miệng kêu cứu cấm khẩu độ một phút thì chị cũng bất tỉnh luôn Mấy người thân trong gia đình đưa chị Nhung đi bệnh viện kịp thời nên cứu sống được chị. Anh Úc chết quá nhanh, không thể cứu nổi nữa. Diễn biến vừa rồi cũng đã khép lại phần 4 của câu chuyện báo oán kinh hoàng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần 5 trên kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.